Theo tin của hãng thông tấn UPI, một nhân viên xưởng sản xuất xúc xích ở Wisconsin vừa bị truy tố về tội hình sự cấp liên bang sau khi bị tố cáo là cho vật lạ vào thịt. Ông Jonathan Lenz khi làm việc trong khu sản xuất nhà máy Johnsonville Sausage đã lén bỏ giấy cuốn thuốc lá vào thịt và 3 ngày sau đó thì bỏ miếng dây điện vào. Các công tố viên cho hay những vật này được phát giác và lấy ra trước khi đến phần đóng gói và công ty Johnsonville ngưng toàn bộ hoạt động của cơ xưởng để mở cuộc điều tra và bức bỏ tất cả các sản phẩm tình nghi bị ảnh hưởng. Văn phòng biện lý liên bang Mỹ ở Wisconsin không cho biết nhà máy phải đóng cửa lúc nào. Ông Lane bị truy tố 2 tội danh là phá hoại sản phẩm tiêu dùng và có hành vi bất kể đến tính mạng hay có thể gây thương tích cho người khác. Nếu như bị kết tội, ông Lane có thể bị án 10 năm tù và bị phạt tới 250.000 đô la cho mỗi tội danh. Công ty Johnsonville LLC là một trong những công ty cung cấp sản phẩm thịt lớn nhất nước Mỹ với khoảng hơn 1.600 nhân viên và với số doanh thu hàng năm khoảng 1 tỷ đô la Mỹ.